This is Nancy Bui. Today is May 26, 2010. I am going to interview Lieutenant Dang Van Quang and his wife, Mrs. Dr. Thi Nam, at their residence in Sacramento, California. This is a part of 500 Oral History Project of the Vietnamese American Heritage Foundation. À, thưa Trung tướng, thì Trung tướng có thể cho biết tên của Trung tướng là gì và Trung tướng sinh trưởng ở đâu ạ? Tôi là Đặng Văn Quang, sinh trưởng ở Sóc Trăng. À, thưa Trung tướng có cái kỷ niệm gì vui ở quê hương mình mà giờ Trung tướng còn nhớ không? Không nhớ gì nữa. Tôi nhớ là tôi là ở gia đình Công giáo, Phật giáo. Đã được ba tôi cho đi học ở trường Công giáo. Rồi thôi. Là trường Công giáo là trường nào đó thưa? Trường La San. La San ở Sài Gòn hay là Sóc Trăng? Ở Sóc Trăng, dạ vâng. À, thưa Trung tướng thì Trung tướng ba má của Trung tướng làm nghề gì ạ? À? Ba tôi làm thẩm viên riêng ở tòa án Sóc Trăng. Sóc Trăng, dạ vâng. Bác gái thì cụ bà đó thì làm nội trợ hay làm gì? Nội trợ. Dạ. À, thưa Trung tướng có kỷ niệm đẹp nào đối với hay là kỷ niệm đáng nhớ nào với ba của mình hay là má của mình mà Trung tướng có thể chia sẻ không? Không có gì hết á. Tôi không có nói gì với bà tôi nữa. Dạ. Hai người không có gần gũi thưa Trung tướng? Không có. Dạ. Không có tâm sự gì nữa. Không tâm sự. Dạ. Còn riêng má thì sao? Trung tướng buồn quá. Không có hả? Dạ. Không có gì nữa. Dạ. À, thưa Trung tướng có mấy người anh em à? Có hai chị thôi. Có hai chị, dạ vâng. Còn Trung tướng là người con trai duy nhất trong gia đình. Duy nhất trong gia đình. Dạ vâng. Dạ. À, như vậy là khi mà Trung tướng lớn lên trong gia đình là con trai duy nhất thì Trung tướng có sau đó thì có đi quân đội vào năm nào à? Đi quân đội vào năm nào ạ? Đi quân đội á. Dạ. Năm 1948. 48. Vào trường trường đập đá. Đập Huế. Đá. Huế, dạ. Cái đó là trường sĩ quan hay sao ạ? Trường sĩ quan. Dạ. Khi lúc đó mà vào đập đá Huế đó thì phải có bằng cấp gì mới vào đó được Trung tướng? Phải có bằng tú tài. Bằng tú tài. Tú tài 1. Dạ, tú tài 1 của tú tài Pháp ở chương trình. Tú tài Pháp. Dạ vâng. Dạ. Thưa Trung tướng thì sau khi mà ra trường sĩ quan rồi Trung tướng đi coi như nhận nhiệm sở đầu tiên là ở đâu? Đầu tiên là trường tổng dự bị. Dạ. Bộ binh. Dạ, bộ binh. Pháp. Dạ. Dạ. Sau đó thì Trung tướng có đi khắp nơi không, nhiều miền đất nước để mà phục vụ không? Rồi sau đó đã về Sóc Trăng. Yeah. Sóc Trăng rồi cái trở ra Huế. Yeah. Trở ra Hà Nội. Yeah. Trung tướng được lên cấp bậc Trung tướng vào năm nào? 65. 65. Trung tướng thấy là để mà được lên lon Trung tướng thì có cực lắm không? Phải trải qua nhiều khó khăn lắm không? Có, phải trải qua hết trơn á. Phải trải qua hết trơn á. Dạ. Từ gấp nhỏ cho tới gấp lớn á. Dạ. Dạ. Cũng cực Trung tướng hả? Dạ cực á. Có đánh trận nhiều không? Có đánh trận hết á. Dạ. Có cái trận đánh nào mà Trung tướng vẫn còn nhớ không? Không nhớ rồi. Dạ. Nhiều quá hả? Nhiều. Dạ. Không nhớ rồi. Dạ. Thưa Trung tướng thì Trung tướng có cái cơ hội làm việc với người Mỹ rất là sớm thì Trung tướng nghĩ gì về người Mỹ ạ? Người Mỹ thì tốt đẹp lắm, không nói gì á. Dạ. Còn chính sách của người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam thì Trung tướng nghĩ gì? Mình là nhiều tiểu, ráng chịu. Dạ. Mình cái xứ nhỏ mà, dạ. Nhiều tiểu, ráng chịu. Dạ. Dạ. Thưa Trung tướng thì nếu mà Trung tướng được trẻ lại mà để làm việc thì Trung tướng có nghĩ rằng với cái sự hiểu biết của mình bây giờ mình có thể làm cái gì được tốt hơn cho đất nước không? Lớn nước là ăn thua dân, lòng dân ăn thua dân. Ăn thua dân, nhân tộc. À,
Thưa Trung tướng, cũng có nhiều người rất là thắc mắc và nhân tiện đây nhờ Trung tướng cho biết là cái cuộc họp mặt ở Nha Trang do Tổng thống Thiệu đó để mà quyết định là bỏ cao nguyên thì gồm những ai trong cái cuộc họp đó, thưa Trung tướng? Thì gồm có ông Thủ tướng hơn, Phó Tổng thống hơn, ông Cao Văn Biên, ông Trần Thế Hiệp, ông Tổng thống Thiệu, tức là có với ông người... Phú, ông Phú. Ồ, tướng Phú nữa hả? Tướng Phú là tên lệnh vùng đó. Tên lệnh vùng. Dạ vâng, tức là 5 người đó phải không ạ? 5 người. Dạ, gồm có Tổng thống Thiệu nè, với Phó Tổng thống Hương và ông Thủ tướng Khiêm, rồi tướng Cao Văn Viên và tướng... Phùng, tên lệnh vùng. Tư lệnh vùng Phú ạ. Dạ vâng, dạ. Như vậy cái quyết định đó theo Trung tướng là của 5 ông đó hay là của một mình Tổng thống Thiệu thôi? Của... Cái đó tôi mới trả lời được với ông Thiệu. Dạ. Tôi cứ hỏi ông Thiệu. Ông chết rồi đâu. Dạ. Ông mang theo chút đề tài những cái bí mật của Thiệu đó. Dạ. Thưa bây giờ hỏi như này, Trung tướng suy nghĩ sao? Nếu mà mình không rút công nguyên thì mình có mất nước nhanh thế không? Nhanh không á. Là tôi người Mỹ à? Hãy người Mỹ. Cho mình sống ngày nào ngày ấy. Mình sắp đặt dễ đợi người Mỹ hết trơn, từ hộp gạo cho tới viên thuốc. Thưa Trung tướng, trong những ngày tháng cuối đó, nhiều anh em binh sĩ có than phiền là họ không có đủ đạn để bắn, hoặc xe tăng không có đủ xăng, hoặc là máy bay cũng không có đủ xăng. Trung tướng nghĩ là cái điều đó có đúng không? Có đúng chứ. Bởi vì Mỹ nó rút viện trợ từ 700 triệu bây giờ một năm cho tới 200 triệu không nói sao thua mình bây giờ đó. Mình bây giờ cái tiền của mình đó đây, mình cho mình ở về thì cho Việt Nam còn nhiều hơn đó. Mấy tỷ một năm. Mấy tỷ một năm. Dạ. Thưa Trung tướng thì Trung tướng cái ngày 30 tháng 4 đó Trung tướng có nhớ là Trung tướng đang ở đâu và làm gì không? 30 tháng 4 thì tôi làm phụ tá hành quân đi ông Thiệu. Dạ. Ông Thiệu ông đâu có, ông là, ông khổ lắm chứ, ông đâu có dạy mình tưởng đâu. Dạ. Và lúc đó thì ông làm gì? Ngày 30 tháng 4 đó thì ông... Ông Tổng thống Thiệu, ông phải lại làm Tổng thống nhé. Dạ. Dạ. Nhưng mà thưa Trung tướng thì khi mà ông đi khỏi như vậy, ông có nhắn nhủ gì Trung tướng không? Không có gì hết. Không có gì hết. Dạ vâng. Như vậy là sau khi ông Tổng thống Thiệu từ chức mà đi khỏi nước rồi đó, thì Trung tướng như là tham trưởng, tức là chức vụ như coi như là nhân vật số 2, người ta vẫn nói là Trung tướng là nhân vật thứ 2 của Việt Nam sau ông Tổng thống Thiệu. Thì Trung tướng làm cái gì trong những ngày đó? Không có làm gì hết đó. Dạ. Không đâu có giao cho mình cái gì không? Dạ. Và trước khi đó cũng không nhắn nhủ cái gì hết? Không có gì hết. Dạ vâng. Dạ. Vừa rồi lúc đó Trung tướng làm việc trực thuộc với ai cơ? Sau những ngày đó? Trực thuộc với ông Cao Văn Viên. Cao Văn Viên, dạ vâng. Ông Tổng thống Thiệu. Dạ. Trưởng nhiệm vụ Tổng thống. Dạ vâng. Thưa Trung tướng thì khi mà Trung tướng mất cái lúc những ngày đó thì Trung tướng có dư sức này kia để mà đi và có thể như là có cuộc chuẩn bị đó, thì cái cuộc ra đi của Trung tướng như thế nào? Trung tướng có thể kể cho biết gia đình Trung tướng đi ra khỏi Việt Nam bằng cách nào và như thế nào không? Cho người Mỹ. Dạ. Cho người Mỹ giúp đỡ. Dạ. Hỏi hả? Dạ. Dạ. Họ giúp đỡ, họ đưa gia đình ra máy bay đi ra khỏi về nước hay sao? Cho nhà tôi đi xe 150 đi máy bay. Dạ vâng. Nhà tôi cũng đi sau cái cát sau đó. Dạ. Để đi bằng cái tàu. Tức là, dạ vâng, thưa chào bà thì tức là bà với gia đình những người con, 7 người con là chỉ có mình tôi à. Tôi hồi đó là mấy ông vô nó bà phải đi. Cái bà không được ở lên đây, ở đây mơ mốt đó. Thì bà ở lên đây mơ mốt nó bỏ bom, bà phải đi.
Tôi nghe đây thì đi đi, còn nếu bà không đi thì tôi đem máy bay lại tôi đưa bà ra về nhà má của bà ở Việt Nam, Cần Thơ đó ở. Bà bây giờ bà phải đi gấp, tôi nghe nói sợ tôi phải đi. Thế bà là lúc đó là ai nói với bà những điều đó, những người Mỹ thế này? À, mấy người Mỹ, mấy người Mỹ cố vấn của nhà tôi đó. Dạ. Thưa bà, lúc đó hai ông bà có được bao nhiêu người con? Tôi 7 đứa con rồi. Mà những người con đó đang ở đâu? Thì nó chạy chỗ này, nó chạy kia, mạnh nó kiếm chỗ nó chạy gì đó. Thì tôi gom được 3 đứa con đi theo tôi. Dạ. Có những người kia tuổi có lớn chưa? Cũng lớn rồi, có ông mấy ông cố vấn ông nói bây giờ đi thì đi, tôi dẫn được 3 đứa con, lúc đó nó mới 13, 14 tuổi. Dạ. Thưa thì họ chở bà đi đâu? Thì lên một cái xe, biểu lên một cái xe lên phi trường, ở phi trường 2 ngày. Ở phi trường 2 ngày đó, trong đó tôi mới làm, mới lên cái CBU gì đó, lớn mới đi thẳng đi ấy mà. Đi bằng máy. Dạ, Guam. Đi qua tôi không nhớ Guam, nhưng mà tôi nhớ hình như là bên đảo gì đó. Của Phi Luật Tân hả? Dạ, dạ. Của Subic Bay có lẽ. Dạ, dạ. Như vậy thưa bà thì bà có một bà với ba người con, còn những người kia đoàn tụ với bà với ông. Nó chạy lạc, nó chạy theo người này kia. Có tôi Mỹ nó cho tôi đi trước, mà nhà tôi thì đi sau. Thành ra hai đứa con, mấy con đứa con trai với hai ba con cháu nó đi theo ổng. Thì nó vừa vô tới cửa thì Mỹ nó gạt ra, nó không cho vô. Nó không cho vô, nó thôi đủ rồi, không cho vô. Bởi vì cái lúc đó là máy bay nó liền liền rồi đó. Nó bỏ máy bay xuống không vô. Thì con đứa con trai nó đi theo, nó chạy theo, nó cũng lạc qua, rồi sau này tôi qua đó. Thì nó ở bên Roanoke á, lạc bậy lạc bạ hết trơn rồi cô ơi. Còn ba đứa con kia thì nó đi trước. Tôi sợ quá, tôi ấy có hai đó, tôi cho nó đi trước tuần lễ. Nó qua tôi gửi cho một người bạn đó, hôm qua trước rồi tôi qua tôi mới đi tìm nó. Nó bây giờ mới lạc tùm lum hết trơn. Rồi ông ở bà họ đoàn tụ với ông vào chợ vào lúc nào, vào ngày trong hoàn cảnh qua bên này tôi ở bên bên California, thì còn nhà tôi thì ông ở Guam. Dạ. Ở Guam mấy gì đó ở rồi sau cái qua cái nó thôi giờ đoàn tụ bên Canada đi. Dạ. Nhà tôi qua Canada, tôi qua trước một ngày, tôi qua một ngày, tôi qua trước, tôi qua sau 2 ngày. Thưa bà thì vì sao mà gia đình sang Canada, có người quen hay là? Không, bị người ta gạt, người ta nói bây giờ đi người ta cho, người ta chở con cho đi, người ta có nhà cửa qua bên ta cho ở. Thì nghe nói vậy thì cho con mình đi với người ta. Đi người ta rồi mà mình đi theo vậy đó. Dạ. Người ta là người quen là ai? Cũng quen thôi. Dạ. Dạ, quen. Dạ. Sự cuộc sống ở Canada của ông bà là sao? Sống Canada thì qua bên Canada ở được 15 năm. Thì nhà tôi đó thì làm cho một cái bạc tâm ăn lớn đó. Thì quét rác, hút nhà, lau nhà, rửa chén, giặt đồ, đấy thì tôi cũng vậy. Nó có mười mấy tầng, mười hai tầng. Nhà tôi lau trên, sửa sẵn trên, tôi lau dưới, hút rác rồi dưới. Thì trong lúc đó đoàn tụ được hai đứa con, ba đứa con. Thì ở đó cực lắm thôi, rồi nhà tôi đi bán tiệm cà phê. Đi vô tiệm cà phê đi làm. Ông bà lúc đó ông không nghĩ, trung tướng không nghĩ cần đi học lại hay sao? Có tính đi không? Có không có giấy tờ gì đi học à? Không có giấy tờ gì hết à? Không có cho gì đó hết trơn. Mà Mỹ nó không cho giấy tờ nhà tôi. Dạ. Nó không cho giấy tờ nhà tôi, nó nói nghĩ gì nó có cái tin đồn là tham nhũng đó. Dạ. Rồi nó không cho giấy tờ gì hết á. Rồi đi làm không có sở nào làm hết. Dạ. Vậy thì gia đình của bà, của trung tướng như vậy, tức là trung tướng không có giấy tờ nhưng bà có giấy tờ không? Tôi thì có. Dạ. Tôi thì có giấy tờ. Mà dạ, tôi ở nó có giấy tờ. Dạ. Sao bởi vì khi mà mấy năm sau nó vô dân Canada thì tôi vô trước. Dạ. Tôi không được vô, nó không cho rồi. Dạ. Tôi thì vô dân Canada tôi được mấy năm, 3 năm thì tôi được.
Vậy thì tôi đi học. Vậy trung tướng không có giấy tờ thì đi ra đi lại như là có bằng lái xe không? Có. Nhưng mà đi lại thì không sao. Ở Canada thì có xe buýt, xe metro đi dễ lắm. Nhà tôi không có giấy tờ, nói cho cô nghe. Không có mua xe, mua cổ gì nữa. Không có xe cổ, lúc nhà tôi không có giấy tờ đó. Thì là đi vô cực quá, đi xin sở làm. Xin một cái đầu tiên á, xin một cái để quét nhà thờ. Thì mấy bà sư không cho. Rồi sau mới xin để đốt đèn, rồi lửa cũng không cho. Rồi sau nữa mấy nhà tôi không có tiền đó. Nhà tôi mới xin vô đi dắt thầy ma đó. Đi đem mấy cái thầy ma vô, thì mấy nó cũng không cho luôn á. Thưa trung tướng thì trung tướng nghĩ vì sao mà họ lại có những cái tiếng đồn như vậy? Tại cái nghĩa hữu người ta hữu, người ta muốn nói gì sao? Nói về một mình, nói đâu có lại. Tại nó muốn nói, nó nói cho mình, nó không biết. Thưa bà có thể kể cho cái đời sống của bà ở Việt Nam nó như thế nào không? Bây giờ quên trơn cái trò này, giờ mấy 34 năm, 50 năm rồi. Thì ở Việt Nam thì tôi nội trợ thôi. Tôi ở nhà thôi, nhà tôi làm việc, ở nhà. Thưa bà ở ở Sài Gòn hay ở đâu ạ? Sài Gòn. Thì tôi thì đi hội với mấy bà đó. Đi hội họp với bà Thiệu, bà này kia vậy đó. Vậy thôi, chứ ngoài ra cũng có làm gì, đi giúp trong xã hội, đi vô thăm nhà thương. Rồi đi thăm mấy người bệnh nhân rồi đó. Trong nhà có xe hơi hay gì không? Dạ, có xe chính phủ. Xe chính phủ. Rồi nhà biệt thự có lớn không hay có không? Cái nhà của chính phủ mà. Dạ. Nhà của chính phủ cấp, mình ở thì không có biệt thự gì. Ông bà có bao giờ mà muốn gặp chính phủ hay là muốn luật sư để mà kháng cáo là cái chuyện mà họ không cho mình giấy tờ không? Khó lắm cô ơi, tôi muốn đó. Tôi muốn tại sao nó cho mình vô nước Canada mà tại sao tôi muốn lắm, nhưng mà bây giờ đâu có luật sư nào mà dám đứng ra làm chuyện đâu. Chính phủ Mỹ, chính phủ Canada, nếu kiện là thắng đó cô. Nhà tôi không có giấy tờ tới mười mấy năm mà nó không cho nhà tôi giấy tờ, không cho thi cử, nhưng mà nó cho tôi. Nó cho tôi thi vô dân Canada đó. Tôi thi thì tôi đậu đó. Rồi hai đứa con tôi nó không cho luôn nữa. Mình không biết lý do là sao. Nó đây là bà nói là ai ạ? Chính phủ Canada. Chính phủ Canada, Vậy hai người con của bà bao nhiêu tuổi và lúc đến? Lúc đến đứa 12, đứa 13. Mà các em cũng không được giấy tờ? Không được, nó không cho giấy tờ gì hết trơn á. Rồi các em có đi học được không? Cho đi học. Nó cho các em đi học. Nhưng mà không có giấy tờ? Không có giấy tờ. Cho đi học, cho nó, cho sau này không giấy tờ, cho nó mười mấy tuổi đó. Không có đi làm gì nữa hết trơn á, đi học vậy thôi à. Mà trung tướng cũng không có nghĩ ra cái chuyện là mình nhờ ai đó để kêu oan cho mình sao? Có nhờ. Có nhờ dữ lắm, nhưng mà đâu có ai dám. Bởi vì ở ngoài ai cũng đều nói hết, ai cũng đều nói mình xấu, mình vô uế quá rồi, đâu có ai mà giúp mình. Không ai dám đâu. Bây giờ trung tướng có thể nói vì sao có cái nỗi oan khiên này không ạ? Không có. Ăn thua trời, ăn thua thượng đế. Theo trung tướng thì cái đời sống khi làm trung tướng ở Việt Nam thì trung tướng sống như thế nào? Có xa hoa hay có nhà lầu xe hơi vàng bạc vòng vàng? Cô thấy mấy ông tướng cố vấn vô ngay nhà tôi đó. Nói nhà tôi là nhà ngay làm mà có nhà có tướng quan là tệ nhất, còn nhà mấy nhà sang đó. Tướng thì thế nào cũng có sang chứ, cô thấy không? Nhưng mà nghĩa là nó gì mình đâu có biết được. Mà lúc đó không có người con hay người nào mà đi minh oan cho mình? 23 tuổi. Con lớn nhất chỉ mới 23 tuổi. Còn có một đứa con lớn mà nó qua bên Tây rồi, con gái. Nếu mình nói ra thì cái đoạn trường nó nhiều lắm cô ơi. Kể ra không đi. Thế trung tướng thì
Trung tướng những cái ngày đó, Trung tướng có bao giờ nghĩ rằng mình phải rửa cái nỗi oan khiên của mình để coi như mình được trở thành người công dân, coi như mình bị mất quyền công dân đấy phải không Trung tướng? Đúng rồi, dạ. Không có cái cầm nghe gì hết đó, dạ. Không có giấy tờ, không có gì hết đó. Người ta cho phép mình ở thôi. Dạ. Ai nó cũng muốn, ai muốn chửi là chửi, ai muốn kêu nói cái gì nói thôi coi. Dạ. Không có giấy tờ, không gì hết. Dạ. Đi làm cũng đi làm, chui ban đêm thôi. Dạ. Mà nếu mà ban nãy có nghe bà nói là có một số cố vấn đã từng đến thăm gia đình ông bà. Sao ông bà có nghĩ cái chuyện là gửi thơ cho những người đó để nhờ người ta? Có mấy người đó giúp đó chứ. Dạ. Giúp mới ra một hai tờ báo nói lên cho nên cho báo Việt Nam nó không dám. Dạ. Không dám nói nữa. Dạ. Tụi nó nói là ông bà Đặng Văn Quan tốt lắm. Người nghe là một người yêu nước thật sự vậy đó. Dạ. Mấy tờ báo bây giờ không biết có còn đưa cô coi. Dạ. Thành ra nghe là tụi cũng có giúp đỡ như lắm á. Nhà tôi đi rửa chén cho cái tiệm cà phê mặt te đó, thì mấy ông tướng, mấy ông này biết có ông Đặng Văn Quang ở trong đó, đi ăn uống rồi bỏ tiền qua thơ gửi cho cái ông rửa chén, mấy ông tướng vậy. Dạ, thưa bà thì họ chỉ có nói bằng viết bài báo chứ họ không tính những cái chuyện là lập một cái nhóm về vấn đề pháp lý để mà đòi lại cái quyền công dân. Không có. Không có. Không có. Không có. À. Vì mấy ông cũng teo hết trơn. Mất nước rồi, người teo hết trơn rồi. À. Mà nay đấy lo đó, lo có nói ông quan tốt này kia nọ thôi chứ ngoài ra không có ai mà ấy. Lâu lâu gửi cho 50 bạc gì đó. À. À. Mà ông bà trong cái tìm trong cái trí nhớ của mình xem có biết là ai là người đồn đến những cái lời này để hại ông bà không? Dạ, không có ý nó làm tùm lum hết trơn. Người Việt Nam mình xấu vậy lắm. Cái tiếng xấu đời dễ đầu xa. Còn tiếng tốt mà không mới đầu rời. Đầu rời nghĩa không mới đầu xa được. Việt Nam mình đồn. Cũng như đi hành quân ở trong làng á. Vô đầu làng á. Chó nó rủa không sao, cuối làng á, chó nó rủa, nó nhảy rủa, nó không thấy gì đâu mà nó nhảy rủa. Không như khi mình đã đi đến một cái quốc gia như Canada hoặc Mỹ là những cái quốc gia mà họ tôn trọng nhân quyền và dân quyền. Tôi nghe nói gì nè cô, bây giờ mình nói trong này có được không? Tới tôi nghe đó, tôi nghe đó, có ông Nguyễn Chánh Thi, nó là tướng Nguyễn Chánh Thi. Nó đi nói với Canada là ông Quang á tham nhũng, ông Quang làm kinh tài cho ông Thiệu đó, rồi Canada nó nghe nói sau này đó mới hôm nói là tại sao mới bên Mỹ mới hỏi mở hồ sơ ra coi ông Quang không có bán bạch phiến, không có làm kinh tài có gì không. Nói là Canada thì tôi nghe nói là Canada nó không có. Ông không có sao mày lên án người ta, mày cho người ta đau khổ này. Nói có một ông nó nói vậy đó. Có ông nói vậy thì bây giờ nó thành ra mình đau khổ cái gì đó. Tự nhiên ông đồn nói vậy. Đâu chết đâu có cái gì đâu. Mà ông không chết rồi. Anh thử ra là không bằng chứng, không gì cả. Đó. Mà rồi ông ở hồi đó Mỹ nó cho vô đó, nó cho vô thì nó cho nhà tôi vô thì nó hỏi chứ mày có bằng cớ gì mà mày không cho ông Quang vô Canada? Nó không có. Rồi nó nói nếu mà Mỹ có thì nó có, chứ nó không có nó nghe tin đồn. Mỹ nó mới nói mày làm việc vậy là chết người ta rồi. Có tin đồn không chứ không có cái gì mà thật thụ hay là chắc chắn ra đưa người ta ra tòa án đi. Mấy lần mấy vợ chồng tôi đó dẫn mấy đứa con tính chạy ào vô trong tòa đại sứ đó để mà trú ẩn đây mình về Mỹ đâu có được, nó biết mình lại nó chặn hết trơn rồi. Mình đi dẫn con đi qua đại ở tù cũng được nhưng mà không được coi. Cũng tính đủ thứ kế hết trơn. Vậy là ông bà có nghĩ rằng ông bà quyết định đi Canada là một sự sai lầm không? Là sao? Không, cũng không phải sai lầm. Mình không có tính cái chuyện đó bởi vì
mình thấy mấy anh em mình như ông Thiệu, ông Khiêm, người đi Đài Loan, người đi chỗ này kia, tại sao là mình cũng làm lớn là mình đi vô nước Mỹ, thằng Mỹ nó đã bỏ mình, thấy vậy thì qua mình đi theo luôn. Đó, cô thấy không, cho mình không có tính nữa. Yeah. Tính nó Mỹ nó đã bỏ mình rồi, cho mình đau khổ quá rồi. Rồi mấy ông kia mới lớn người ta đi nước khác, ông đi Đài Loan, ông đi này. Còn như vậy chào tôi thôi, giờ có nước nào dễ vô tôi đi, đi Canada chứ không thèm về Mỹ. Nó vậy đó, thành nó sai, với sai bây giờ nó quá sai lầm quá rồi. Bây giờ thôi chịu, có cái số của mình vậy đó. Thưa ông, mình tại sao mình đi vô Canada cái đó đồn thêm nữa? Đó tại vì mình tham nhũng, mình không dám đi ra bên Mỹ. Đó coi. À, thưa ông thì cơ duyên nào mà ông sang bên Mỹ ạ? Đây, ông đang sang bên đây. Mỹ là tôi có một đứa con trai. Đứa con trai nó chạy ở Sài Gòn, nó chạy đáng lẽ gì nó qua, nó chạy lọt qua bên Ronoc á. Rồi thành ra ông đang ở Vinh, ông thấy tôi không biết nhà tôi bị oan ức quá, ông làm đơn, ông kêu lên tới tổng thống kêu rồi kêu bây giờ mày có thằng con trai. Thì cái con trai nó làm cái ấy, nó bảo lãnh sponsor, thì con trai nó bảo lãnh tới bây giờ đó. Thưa bà thì tổng thống nào đã Reagan. Reagan. Rồi coi như là nhờ người con trai bảo lãnh qua đây và Mỹ đồng ý là cho bảo lãnh sang bên này. Cho là Mỹ đồng ý lên nó cho bảo lãnh tôi trước. Rồi Mỹ chưa cho nhà tôi qua nữa. Tôi qua trước 3-4 năm rồi Mỹ xong mới mở hồ sơ, nó không quan đâu có gì đâu, sao không cho ông vô. Đó, vậy nó coi. Khi sang Mỹ ông còn nhớ năm qua Mỹ là năm nào không? Không nhớ rồi. Không nhớ. Bà nhớ không ạ? À? Không nhớ nên chứ ở bên Canada 15 năm rồi đó. 15 năm. 15 năm rồi sau đó nó mới coi như năm 90 đầu năm 90 91 nhỉ. Sau đó. Rồi ông qua Mỹ ông làm gì thưa trung tư trung tướng? Thì đẩy xe. Xe đánh phi đường đó. Xe ba cây đó. Ba cây lộ quần áo này kia nọ vali ở trên phía trời đó. Rõ rồi. Làm được bao nhiêu năm thưa trung tướng? 30 năm thì hả? 30 năm. Nên đi làm ở Canada làm cà phê. Cà phê là bán quán cà phê hay là? Không, người ta mướn mình đó. Chủ cà phê nó mướn mình ở rửa chén rồi Dạ vâng. Rồi sau đó thì sau khi làm ở phi trường xong thì trung tướng nghỉ hưu hay là có làm gì khác nữa không? Không có làm gì hết. Thôi, nghỉ hưu. Thưa trung tướng thì... Cái này viết thành cuốn sách. Thưa trung tướng nghĩ gì về cái cuộc đời của mình? Nhất là từ sông pha trận chiến rồi lên tới chức vụ trung tướng. Rồi đến một ngày cái chớp mắt là mất hết tất cả, rồi còn bị hàm oan, tất cả những cái điều kinh nghiệm ở trong đời, thì trung tướng rút gọn là suy nghĩ gì về cái cuộc đời của chính mình? Chính mình đang xua ông trời đó, đang xua thượng đế đó. Trời phải đó. Nhà tôi nói bây giờ mình đâu có đính chánh với ai, báo nói này kia nói Mỹ rồi ai cũng nói, bây giờ mình nói vậy thôi, bây giờ để bao nhiêu tội lỗi xấu xa rác đến rồi nó đổ vô như thùng rác mình á, mình như cái thùng rác như nó đổ vô thôi, mình đứng tin luôn, nó nói sao cũng được hết trơn. Thưa trung tướng thì có người, những con cái của ông bà có phải chịu khó khăn gì về những cái hạt loại? Ôi trời, kêu khó khăn lắm chứ. Nó đau khổ lắm chứ. 13, 14 tuổi mà nó đi giữ em ta đó. Nó đi giữ em ta, nó nói rằng lấy 1.000 đồng bạc để đi học. Thấy ba má khổ quá rồi thì nó đi giữ em, rồi nó về nó 12 giờ khuya thì ông chủ dắt nó về, bị trời lạnh tuyết nó rơi nó đi không được, ông chủ dắt về, nó về nó nói hỏi con làm gì bữa nay con giữ hai đứa cho bà chủ đi nhảy đầm, giữ hai đứa mà nó bắt con làm bò cho nó cởi, rồi nó còn lấy dao roi nó đánh con nữa. Đứa con gái 12 tuổi đó,
nó kể ra chuyện như vậy đó. Đêm nào cũng có 12 giờ thì hai chồng tôi đứng ngoài cửa đó đón con gái. Đón con gái tới cửa thì mình ẵm con vô đó. Rồi cái thằng con kia nó cũng có đi học. Rồi nó thấy bà nó có đứa con, bà cũng đi chơi đó, bà muốn nó giữ. Nó giữ, nó nói con giữ, bà cho con vợ, rồi bà cũng mừng quá đi. Con được một tháng rồi được 30 đồng. Con đi học, con ăn, mừng. Cái nó giữ nhở. Nó về nó nói con giữ sao nó không có đến, nó khóc hơi, nó khóc con ẵm nó đi con vợ nó không, nó khóc cái con ẵm con khóc theo con la lớn hơn nó nữa, nó la con la lớn hơn nữa rồi nó sợ con nó khóc nữa, cái nó con dám giữ nữa ngại được đồng bạc. Thưa bà thì dạ, thưa bà có tới 7 người con, bây giờ những người đó lớn và thành danh hết, bà có thể cho biết là tên của họ bây giờ họ đang làm những gì? Nó lớn hết trường, nó làm ăn, nó có phát tài hết rồi. Dạ. Như ông Ngà là ông biết hết á, nó lớn hơn gái. Dạ. Tôi có 4 gái. Ba trai, một đứa trai thì nó ở một Australia. Dạ. Rồi một đứa thì ở Canada. Dạ. Còn đứa ở Roanoke. Còn dạ. Gái thì nó ở Iowa. Dạ. Nó ở ngay nó có chồng bây giờ, có chồng luật sư rồi không nó con. Dạ. Rồi bây giờ nó khá lắm. Dạ. Dạ. Bây giờ nó đâu có ai mình nuôi cha mẹ được, thành nó gửi tôi ở tôi với nhà tôi ở đây. Dạ. Ở đây cho ông Ngà và Ngà lo. Dạ. Và muốn đi theo nó đâu có theo nó có được. Dạ. Thành nó cũng an phận. Dạ. Thưa thương nó gửi tiền qua nó thuê người nó giữ mình đó. Dạ. Và trả tiền đây nữa nè. Dạ. Thưa ông bà thì có bao giờ có nghe các anh chị than phiền hay là tủi thân hay là buồn bã gì về cái chuyện oan hàm oan của ông bà không? Có nói chứ. Dạ. Có than phiền, có buồn lắm, cứ kêu trời thôi. Nhưng mà bây giờ nó nói, má ơi, tôi nói con ơi, bây giờ mình mướn luật sư đi, cho giỏi một ổ luật sư nào nó giỏi đó, để lo khơi cái chuyện của mình ra. Dạ. Hồi đó Mỹ nó mình không có tội khơi ra thì nó có nhiều đứa nó thôi má ơi. Tôi cũng có đứa gái luật sư đó. Dạ. Gái mà chồng nó làm luật sư nó thôi má ơi, một mình ảnh nó làm không nổi rồi phải mướn nhiều người lắm rồi kia nữa. Dạ. Thôi thì giờ chuyện qua mấy chục năm rồi là nói là chia nó con bỏ cho rồi đi. Dạ. Không mình chịu cái hàng quan này tới đâu rồi tới rồi mình. Dạ. Bây giờ mình khui đâu có được ra. Dạ. Chính ông Ngà rồi cũng nói chị hai mình mới luật sư làm tố cáo đó, thủ Canada đi, nhưng mà chính phủ dễ gì mà thưa cô. Dạ, thưa được chứ. Dạ. Nếu mà mình có người có lý do, mình có bằng chứng thì ai mình thưa cũng được hết rồi. Có bằng chứng. Dạ. Hết có bằng. Dạ. Chứng có báo chí có hết trơn mà gì nó. Dạ. Thôi giờ có già quá rồi mình đâu có hồ sơ đi tới đi lui rồi có chứ. Nếu mà thưa được á mình đỡ lắm á. Dạ. Tôi cũng có những công ty luật đó. Yeah. Họ cũng thể làm rồi họ chia. Yeah. Và mình có họ hỏi hồ sơ tới đâu mình đưa tới đó. Yeah. Và ông bà cũng có thể làm nếu mà muốn làm. Yeah. Thấy già quá không có nhớ nữa chứ còn nhiều anh chị em biểu thưa đi thưa được thấy rõ ràng. Bây giờ nó mới ấy nè. Yeah. Nó thôi già rồi bỏ cho rồi. Yeah. Thế trung tướng có muốn nói gì à? Với người ngoài kia có những người mà vẫn vì những cái lý do nào đó hoặc là nhiều khi vui miệng mà nói về những cái điều mà làm cho trung tướng buồn cũng như đời cuộc đời của trung tướng đi vào cái chỗ rất là khó khăn, trung tướng có muốn nói gì với họ không? Nói cũng như là Chúa Kitô đã dạy là mình phải là tha thứ cả cúp đi forget để cho Chúa, trời Phật ấy rồi kia nữa. Để cho Chúa, trời đất, sắp đặt, để cho Thượng Đế sắp đặt. Thượng Đế. Mình đâu có quậy làm gì á, mình là long propose, your dispose. Con người á là propose, tính đó đủ thứ rồi, tính đó tính dạy ra. Mà đâu có qua mặt được Chúa. Mình gạt được tất cả mọi người. Mình gạt được Chúa.
mình không gạt được vua thôi, mình gạt được tất cả mọi người. Thế chú thấy hết thì mình đâu có gạt được, mình giàu hay mình nghèo, mình cái gì như trời Phật thấy hết trơn, không giấu ai được hết. Tôi có cám chịu, đồng lòng chịu. Nhà tôi có nhiều khi qua camera thấy cực quá, đi đi xin giác sát nhà thương, nó cũng cho đi xin chuyên hồn, nó cũng cho xin quét nhà thờ, xin cho rửa thì không xin đâu không cho. Nhà tôi có bữa nhà tôi đứng nhiều dầu thấy ngoài xa, bữa tuyết rơi quá đi, cái bà dẫn con chó đi mà ẩm đó. Nhà tôi kêu tôi khóc, nói em ơi con chó nó còn xuống không mình em ơi, em thấy em đã đời nó vậy đó, thằng nó còn có tự do, chủ nó thương nó, còn mình bây giờ mình đi tới đâu người ta cũng lấy hết. Thưa trung tướng, bây giờ cuộc sống trung tướng hiện tại ra sao, trung tướng thấy như thế nào? Đây à, vô đây thì không có, không có cần tiền nữa, tiền của mình đưa đây nó nuôi hết, thì hiện tại đâu có cần gì nữa, chỉ ăn ở lo uống thuốc rồi kia thôi. Trung tướng nghĩ sao về cuộc sống hiện tại bây giờ? Cuộc sống hiện tại bây giờ có tiền bạc cũng nhiều hết, làm gì bây giờ bà có 1 triệu bà để trong nhà ngân hàng, bà làm gì, rồi ngân hàng nó sụp đổ rồi cũng chịu. Có cái nhà lầu rồi mình ở dưới đất á, chứ mình ở trên lầu đâu được, đi xuống đi là đi lên đi xuống mình té mình chết, mình phải ở nhà ở 2 phòng gì cho nó xong cho rồi. Trung tướng có bằng lòng với đời sống hiện tại không? Bà làm vợ mà lòng trời ơi, mới làm gì ấy mình nữa. Trung tướng có cảm thấy bình an trong tâm hồn không? Có bình an chứ, có bình an mới sống được chứ. Không có bình an là sống được. Tôi thì tôi cũng bình an mà tôi đau khổ lắm. Dạ. Tôi đau khổ. Dạ. Tôi nhớ cái cuộc đời mình vô tư vô lự mà mình bị một cái hoàn quan đó. Dạ, thưa bà, nãy chưa có gì hỏi về cái đời sống tuổi nhỏ của bà, thì bà sinh ra và lớn lên ở đâu ạ? Ở Cần Thơ. Dạ. Cha mẹ tôi cũng bình thường thôi, dạ. Nghèo, dạ. Đi quân đội đó, dạ. Rồi cũng 6-7 đứa con vậy thôi, chứ còn không có gì lớn lên. Dạ. Vậy. Ông bà gặp nhau vào cái trường hợp nào? Đi học về rồi đổi lại chỗ nó mà gặp tôi. Dạ. Nó gặp nhau rồi xin mát tôi để ngày lấy vậy thôi. Dạ. Cũng đơn sơ đó tôi. Dạ. Tức là hai người gặp nhau, yêu thương nhau, lấy nhau từ trước khi ông vào nhà binh à? Hay sao? Không, ông đi nhà binh ra. Dạ. Đi nhà binh ra lên tới quan họp rồi. Dạ. Tức là thiếu úy rồi đó hả? Dạ. Dạ, thiếu úy. Dạ. Vì sao mà ông chọn, bà chọn ông? Ông chọn tôi. Chọn tôi. Tôi cũng không biết mà cái gì nữa, ông chọn tôi ai cũng nói sao. Mà ba tôi là ba nuôi tôi đó. Yeah. Ông ấy, ông có 2 đứa con. Yeah. Mà tôi thì có chồng tướng. Mà con nhỏ con gái kia cũng có chồng tướng đó. Mà ông nói tại sao nó thôi, tại vì gia đình nó hiền hậu đó. Yeah. Nói vậy tôi, người vậy. Yeah. Chứ ngoài ra cũng không có đám cưới rình rang, không có gì hết. Rồi ở tới giờ mình 80 năm rồi. Dạ. Đây mới 60 năm. Dạ. Thế bà thì lúc đó bà bao nhiêu tuổi đó? Là 10. Lúc đó tôi 10. Tôi nhà tôi 18. Dạ. Tôi 20. Dạ. Dạ. Thưa bà thì cái hoàn cảnh lúc bây giờ mà bà quyết định đi lấy ông nhà, bà có nghĩ ngày nào đó bà làm vợ ông trung tướng? Trời ơi, hồi đó mà lấy ổng được rồi đó. Cái tôi lấy cái có bữa tôi đi công chuyện á, tôi gặp ông thiếu tá, ông đứng ông chỉ mấy cái xe, ông nói xe cách này đi ngã này rồi mày đi kia. Tôi nói trời ơi, chồng mình mới thiếu quý, bây giờ phải làm sao mà cho chồng mình lên tới thiếu tá thì được rồi. Thì cứ vậy, tôi ước ao vậy thôi. Dạ. Từ nhà tôi đánh giặc quá, đánh giặc trong này.
Hà Nội đi đến giặt cái này kia rồi đến giặt rồi được lên. Dạ. Thưa bà nói là bà có hai chị em ruột thôi trong gia đình hay bà có nhiều anh em? Tôi đấy? Nhiều lắm. Dạ. Tôi có hơn hai chị em, bảy tám em mà cũng một cha khác mẹ em, mẹ khác cha đó. Dạ. Thì tụi nó cũng có tôi có đứa em là bà tướng đằng Nguyễn Xuân Trang đó. Dạ. Thì bây giờ nó ở bên rồi nó cũng chồng đau nó cũng cực đó. Thưa bà, năm qua rồi. Dạ. Thưa bà như vậy là ba của bà có nhiều vợ hay sao? Dạ không, mà ba sau này đó thì có ba trước tôi đó, thì có mình tôi à. Ồ, ba ruột của bà. Ba ruột của bỏ rồi, cái ba sau này mới là lấy má tôi. Ồ, má dạ. Tôi đẻ ra bảy đứa con sau này đó. Ồ, dạ vâng, dạ vâng. Coi như những người mà trong gia đình là cũng thành đạt hết không? Của anh chị em trong đúng, gia đình cũng người làm đại quý, người làm cũng trong quân đội hết đó cô. Dạ. Thế bà làm người vợ của ông trung tướng rồi ông đi đánh trận rất nhiều, và cái cảm tưởng của bà những ngày như thế nào? Thì cái cầu xin ông trên đó, cái nước mà mình bị chiến tranh là mình phải đi chứ, cầu xin cho mạnh giỏi hết cái ấy thì cái nọ, cái ở nhà cũng sáng thấy đi, sáng đi thì chiều về thì mình thấy sống hơn. Dạ. Bà có cơ hội để gần rất nhiều những bà lớn, thí dụ như bà Thiệu, bà Kỳ vân vân, thì bà nghĩ gì về bà Thiệu không? Có gần cái mình lúc đó này đi chung, đi hội họp này đi chung không với bà Thiệu, bà Kim, bà Kỳ, cái là dạ. Đi hội họp đi chung, dạ. Đi thăm viếng bệnh nhân rồi đó. Dạ. Đó. Thì có nghĩ là thì mình cầu nguyện cho mấy bà được thì còn chị em thôi. Dạ. Dạ. Họ có tốt không? Họ có tốt. Bây giờ thì bà Thiệu rồi vẫn còn kêu thăm tôi thì cái nói. Có bao giờ bà Thiệu hoặc là những bà đó đến thăm ông bà không? Bây giờ thì xa quá. Dạ. Bây giờ xa quá. Dạ. Bà ở bên em ơi, là mình ở đây là đâu có đâu đi thăm được, ai cũng già 80-90 tuổi hết trơn rồi. Dạ. Dạ. Có nói chuyện nhau không? Thăm. Dạ, có gọi điện thoại à? Dạ có, điện thoại dạ. Thăm viếng nhau thường đó. Bây giờ giữa bà với bà Tổng thống Thiệu thì hai người gọi điện thoại cho nhau thì xưng hô thế nào? Chị. Thưa chị. Ờ, xin chị Thiệu. Dạ. Chị Quang vậy thôi. Dạ. Dạ. Dạ vâng. À, thưa bà thì có nói ban nãy có hỏi ông cái câu hỏi bây giờ muốn hỏi lại bà là, tức là đời sống của bà bắt đầu cuộc đời thì cũng có vẻ bình thường bình lặng, nhưng sau đó nhờ chiến công của ông rồi ông lên tới trung tướng, rồi có một thời bà cũng sống rất là huy hoàng trong gia đình, rồi đến khi là bà có thể kể về cái đời sống huy hoàng, có cái lúc có cái kỷ niệm gì mà bà vui thích hoặc là bà còn nhớ mãi giờ mình vẫn, bà vẫn còn nhớ cho tới ngày hôm nay không? Thì nhớ chứ cô, thì trong lúc đó mà chồng mình làm tướng thì tất cả anh ta làm tướng mình được hưởng. Dạ. Thì cũng như có xe có cổ đi cũng được hưởng, rồi đi công tác cũng giao dịch với mấy bà. Dạ. Rồi đi thăm nhà thương, đi làm công tác quỹ lão, đi thăm mấy cái tiền đồn rồi đó. Dạ. Thì vậy cô, vừa qua ngày tháng bây giờ cũng quên hết trơn rồi. Dạ. Bây giờ những ngày bà sống ở đây, bà có cảm thấy vui với cuộc sống của mình hay bà cũng có những cái buồn buồn lắm? Có nhiều khi nhớ lại buồn chứ, cái đó là sự thật, nhớ lại buồn quá. Dạ. Tại sao mà trời Phật ân trên cho mình cao quá, rồi bây giờ cho mình rớt xuống cái thiệt là không có nói được. Dạ. Thì có buồn người chứ không buồn dạ. Người nhớ lại chuyện năm xưa của mình đó. À, thưa bà thì cũng hỏi ông câu hỏi ban nãy và xin được hỏi bà, đó là cái nỗi hàm oan của bà nó làm cho gia đình bà và bà rất là khổ, và cái nỗi hàm oan đó nó cũng là do của một số người ta đưa ra những cái dư luận mà không hay cho gia đình bà. Bà có gì muốn nói với họ không? Dạ thôi. Bây giờ tôi thấy ai muốn nói gì đó nói cho nó qua đi cô ơi. Bây giờ nó mấy chục năm rồi. Bây giờ mình nói cái gì bây giờ? Cô thấy không? Mình nói gì giờ? Cho họ nói cho nó đã rồi mình để cho trời đi. Làm sao để bà có một kết luận là thôi mình để cho trời đi? Tất nhiên là trong lòng cũng vẫn uất lắm chứ, giờ cũng đau khổ cũng đủ thứ. Dạ, cũng đau khổ cũng tức, nhưng mà thôi giờ mình nói gì giờ?
mình nói ra rồi người ta ở đâu, mình ở đâu, kêu qua, nó lỡ nói gì vậy? Nhưng nếu nó nói được mà nhắn tin ở trong này thôi, thêm buồn thì mới coi. Mình muốn muốn làm cho ai buồn mình hết á. Dù tôi nhắn tin đó mà tôi nói đây mà họ có nó, họ cũng đâu có chịu. Dạ, rồi mình lên, họ buồn là mình nữa. Họ tuổi thân họ buồn của mình cũng khổ lắm thôi. Tại bây giờ chuyện nó qua rồi, thôi cho nó qua. Thưa Trung tướng, còn phút nữa Trung tướng có muốn nói gì nữa không? Dạ, không, không nói gì hết hả? Bữa nay nhà tôi ngồi lâu tốt nữa con. Dạ vâng, dạ vâng. Xin cảm ơn Trung tướng và bà Trung tướng rất nhiều về những cái lời thổ lộ vừa qua, những tâm sự cũng như là nỗi niềm mà hai ông bà đã trải qua đây, cũng là một cái bài học cho các em trẻ và các anh em sinh viên. Được học, có lẽ đây là một bài học rất là các em rất cần phải học để cho các em có thể định hướng cuộc đời và phải biết cách coi như là học thêm cái cách cư xử như thế nào để mà học được cái bài học mà ông bà đã trả qua, trả bằng những cái giá rất là đắt đỏ. Xin cảm ơn ông bà Trung tướng và bà rất nhiều. Cảm ơn bà và cảm ơn các quý vị hết trơn. Em tôi á, tôi mong rằng những cái bài này nó ra nó tốt lành đó, cho vợ chồng tôi đừng có ai mà bẻ quanh bẻ quẹo đó, tôi mong như vậy đó. Thôi đừng có sao nói vậy đó, thôi. Dọc khó hết cho trời, Chúa bảo tha thứ, mày cứ tha thứ. Mày cứ tha thứ đó cả. Chứ mình giữ làm gì? Không dám thì mình sẽ xin quên đi, chứ tha thứ gì mình dám đâu tha thứ. Mình xin quên hết đi, quên tất cả mọi cái chuyện. Forgive, forget. Dạ, cũng làm đi. Forgive dễ, forget chưa khó. Dạ, cảm ơn chúng. Dạ, cảm ơn chúng. Thì Trung tướng Mỹ bà cũng đừng lo ngại, chúng tôi không phải là làm cái này với mục đích viết báo hay gì cả. Chỉ mục đích ghi lại tất cả những cái gì đã xảy ra cho ông bà và ghi lại như là những cái bài học để cho các em sinh viên, cũng như là đây là một cái dòng lịch sử và cho ông bà cũng đóng một cái vai rất quan trọng trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Và rồi cuối cùng trong khi những người ta tìm được tự do, họ tìm được cái an bình cuộc sống, thì ông bà lại vì chỉ vì một cái những cái lý do mà nó vô căn cứ mà đã đi vào một cái cuộc sống rất là khó khăn trong những ngày cuối đời, thì cũng là một cái bài học cũng như là cảm ơn cô. Thôi không mới nói xấu gì ông Thiệu đó nha, thấy không, ai cũng mới làm anh đồng viên tộc đó, 40 năm qua rồi, 50 năm qua rồi, ai muốn lập lại, muốn coi mình anh đồng viên tộc ấy là dễ nói. Nói ra cho đúng là ông Thiệu và Thiệu cũng một cái tổng thống hiền lành lắm. Tôi rất hiền lành, đúng không? Mình chưa có biết tôi làm cái gì, tôi theo tôi hiểu gì đó. Chứ còn mình cũng hồi đó mình cũng không có gần nhiều. Lâu lâu thí dụ đi công tác xã hội thì kêu là chị Quang ơi đi vô đi phát quà thì mình đi không. Cái ngoài ra thì tôi có mà ông nhân ta đã có biểu là ổng, tôi không có nói xấu ổng thì không nói xấu được. Bởi vì ổng đàng hoàng á, ông sống đàng hoàng, ông sống có nghề hết, ông sống ông có chị đó ai đỡ rồi. Được cái này chừng nào con mới nói cảm ơn, chừng nào con mới nói được. Dạ, tụi con thì ghi vào trong cái gọi là kho tàng 500 lịch sử phỏng vấn đó, thì con sẽ làm thành sách, thành website, để sẽ trên đó website sẽ có cái phần như là hai bác ngồi ở đây này, xong hai bác nói những cái điều đó, đó. Thì sau đó thì có thể chúng con lấy một cái đoạn phim mà nói nãy giờ đó để vào một cái phim. Tức là nói chung là trong cái cảnh xảy đàn tan nghé đó, thì mỗi người có một cái khó khăn. Thì trường hợp của Trung tướng với bà đây đó thì cũng rất là khó khăn, mà rất là đặc biệt khó khăn. Thì chúng con chắc cũng sẽ trích một phần để đi vào đó để nói lên cái khó khăn đó. Cái chính ra là trình bày cái hoàn cảnh, cái huống cảnh cuộc chiến tranh đã đem đến như vậy, chứ không cũng không phê phán, cũng không
Đấy là vấn đề lịch sử. Đó là cái quan điểm này và cái nguyên cái chuyện mà nói sự thật đến hôm nay lấy tất cả những cái hình ảnh này thì cho tất cả mọi người phê phán. Nếu mà trung tướng với bà mà đã ăn hối lộ thì bây giờ nó có phải sống như thế này? Thì không có cái gì nó hay bằng cái hình ảnh sự thật, cái sự thật. Còn bây giờ như cháu ra mà nói minh vực thì mình lấy gì để minh vực nói là cô có biết gì đâu mà cô nói. Thành thử tất cả những gì hôm nay sẽ được ghi nhận, người ta đến đây tại căn phòng này, tại cái khu này, thì nếu mà trung tướng thì bà mà hồi đó mà ăn hối lộ dữ như vậy thì đến giờ này cũng phải ngồi thế nào, cũng sống thế nào chứ. Sống rồi. Thì cái đó là những cái hình ảnh, cái xác thực nhất, cái chứng nhân tốt nhất là cái hình ảnh, cái sự thật. Tôi cũng nói với cô một lời chót là vậy này. Tôi nghĩ ra đi ra đông lắm, tướng lãnh rồi đi ra đông lắm chứ không phải mong mà tôi. Nhưng mà tôi nói nhưng mà tất cả đó, con của tôi đó, nó ăn ra đi làm ra hết, đứa nào cũng sống khá hết á. Thành như là khá vui vẻ, mạnh giỏi mà hiếu thảo. Thành lấy cái đó để mà tạ ơn trời Phật. Tôi nghĩ chú Ngài từ sáng đến giờ cũng biết quá. Dạ vâng,